Bài múa đồng diễn của chi đội Lê Văn Tám sẽ là bài Khăn Quàng Thắm Mãi Với Em. Các bạn đội viên phía dưới chúng ta chuẩn bị. Bye.
đến cả con người Việt Nam. Chè cũng là một nguyên vật rất là bền vững và thân thiện với cả môi trường, nên chúng tôi đã lựa chọn chè để thành nguyên vật chính. Cho nên chè này nên là các đồng chí yêu cầu là nhấn mạnh vào cái slogan này: đoàn kết, tiên phong, sáng tạo và gương mẫu. Đây không phải biểu đồ mà là bản đồ. Bản đồ Việt Nam có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bên trái là biểu tượng của thanh niên với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ok. Đấy, còn sen là gì? Thể hiện tinh thần bất khuất, vươn lên từ bùn. Rất đơn giản.
yêu cầu là phải nhấn mạnh vào cái gì đó. Ok. Đấy, con có bà cứ chụp ảnh đi ạ, chụp nhiệt tình đi ạ. Quả tim. Rồi, quá đẹp luôn. Vỗ tay thật là to nào. Rồi, cảm ơn quý vị đã quay sang đến đấy. Quay rồi, Lý Thủy Trọng. Vâng. Bắt đầu. Mình chào mừng mọi người. Cháu xin giới thiệu, cháu tên có cơ hội được tham gia vào hội chạy hè xã Liên Phương và với kinh nghiệm thu được từ năm trước, năm nay chúng cháu sẽ cố gắng xây dựng một hội chạy bổ ích và sáng tạo hơn. Như mọi người đã thấy, ngay chính giữa đây đó chính là lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Bên dưới là hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hết lòng vì nước vì dân. Còn phía bên dưới là hình ảnh ban trò đỏ, những trò ngon có ích cho đất nước, cho xã hội. Và tiếp theo đây, cho các giám khảo thì mọi người chưa từng khác mắt, chúng ta sẽ nhận được một bộ phim của những trò đỏ. Kính thưa ban giám khảo cùng mọi người, một quả nhát nhỏ bé thôi nhưng khi chạm vào đầu mỗi một người và như đem cho cả một hương vị của mùa hè, cái vị ngọt ngọt thấy lời đầu tiên, chào Thảo, chào Thảo,
Lời đầu tiên cho em xin được kính chào quý vị ban khám khảo và toàn thể các đoàn viên thanh niên Cần cho một vòng vỗ tay đi, tất cả vỗ tay lên đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị đội 46 nhìn về yếu nhớ cộng trả kính thưa ban giám khảo, thầy cũng chị cho chị đội 96 thì được mang trên tay những anh hùng đất đỏ. Chị đội 46 nhìn vào cổng trại của chế độ có thể nhìn thấy cổng trại từ vật liệu là bằng tre, cây tre từ lâu đã đi vào văn hóa Việt Nam. Nhưng hôm nay thầy thấy được trở thành biểu tượng của dân tộc ta. Cây tre mọc thẳng bên luôn hướng đến phía trên cao là ngôi sao năm cánh biểu tượng cho năm tầng lớp của dân tộc bạn. Nổi bật nhất ở vị trí trung tâm cổng trại của dân tộc Việt Nam là người cha của dân tộc Việt cùng các bé thiếu niên lên đồng với những bó hoa trên thành cao, hình ảnh của thiền hướng thăng bên hướng thăng phía dưới bên phải là quốc hiệu và quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hồ hiệu ở đâu có thanh niên, đây là mục tiêu mà toàn. Kính thưa ban giám khảo, đây là mô hình khuê văn khác mà do đội thanh niên chúng em làm ạ. Nó còn được gọi là khắc khuê văn, đó là một năng của tất cả thân. Sản phẩm trưng bày của chi đội 46 của em là sơn chua. Sơn chua này là do các thanh niên đội em làm, có nhiều vị như là vị khí nghi, nó được làm từ nguyên liệu chống theo tỷ lệ vừa đủ là cho vào cũ hoặc cho ủ rồi. Bài thuyết trình của chi đội chúng cháu hôm nay. Cảm ơn sự có mặt của bạn. Cảm ơn. Và đây là bài thuyết trình của chi đội 46 của chúng em đã kết thúc. Xin cảm ơn ban giám khảo đã dành thời gian ra chấm điểm và lời khen cho chi đội chúng em để năm sau chúng em có thể vào cổng trại của chúng em thì có thể nhận ra hầu như được
thiết kế bằng tre. Có thể nói rằng cây tre đã đi vào văn hóa Việt Nam như một hình bình dị đầy sức sống, dẻo dai chống chịu với mọi thiên tai bão gió và dòng ngoại xâm. Từ bao đời nay, tre đã có mặt hầu hết ở khắp các nẻo đường đất nước và gắn bó thủy chung với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt trong tâm thức của mỗi người Việt Nam, cây tre chiếm vị trí vô cùng sâu sắc và bền lâu được coi như biểu tượng của vị đất Việt. Từ ngày bé em đã được học ngữ mà cây tre Việt Nam, nước Việt Nam xanh mơ màng, cây lá khác nhau, các cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là cây tre nhựa. Chúc mai cầu chúc chúng ta trái nhau, nhưng cuối cùng một bờ tay mộc hẳn che xanh xanh tự hào. Chuyện ngày xưa đã có bờ che xanh cùng với cây đa đứng giữa sân đình, một hình ảnh thân rất thuộc đầy thân thương cùng làm việc cổ truyền. Thì những bộ tre là từ bao đời nay đã có sự cộng sinh cộng cảm đối với người Việt Nam. Tre hiến dâng bóng mát cho đời cũng như sẵn sàng hy sinh tất cả. Tiếp theo em xin mời ban giám khảo và quý thầy cô cùng vào bên trong để tham quan trại của chúng em với lý tưởng quê hương là tiếng đưa la hiền của Bác Hồ. Bác Hồ tươi thắm mà chúng em muốn đưa lên trong mắt người cha già của dân tộc Việt Nam. Xung quanh ta là những tay cờ rực rỡ sắc màu mà tồn tại trong ký ức của từng con người. chúng tôi là những người lãnh đạo, những người làm việc trong các cuộc
và truyền hình tỉnh Hưng Yên đến tạo, từ đó đã là những sự hình thức áp dụng của chúng ta khẳng định sự kiên cường và tài năng của con người dân ta Việt Nam. Xin cảm ơn các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và chào, con là vũ ngân viên, sau đây con xin viết tình hình trạng của chi đội La Văn Cầu. Khe giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lưới chín. Từ bao đời nay, tre đã trở thành biểu tượng của dân dận dân tộc Việt Nam anh hùng. Trạng của chi đội La Văn Cầu chúng con được thiết kế theo kiến trúc mái nhà tranh, là hình ảnh những nếp nhà mang đậm nét đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Vật liệu chủ yếu được sử dụng là tre, một vật liệu hết sức quen thuộc và đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trên đỉnh trại lời ngày của ngôi sao vàng năm thánh là biểu tượng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương binh, đoàn kết kháng chiến. Ngôi sao vàng tỏa sáng rực rỡ còn soi đường cho cách mạng đi đến thành công và lý tưởng và của thế hệ trẻ đi đến thắng lợi. Thanh thiếu niên La Văn Cầu, con hiệu của trung tâm trại là tên của chi đội chúng con La Văn Cầu, bên cạnh đó là huy hiệu đoàn và huy hiệu đội. Khẩu hiệu của đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Liên Hương lần thứ 26 năm 2022 đến năm 2027: khát vọng tiên phong đoàn kết phát triển. Đây là những gì mà thanh thiếu niên chi đội La Văn Cầu hướng đến nói riêng và chi đội thiếu niên xã Liên Hương hướng đến nói chung. Thanh thiếu niên xã Liên Hương nguyện một lòng dâng hiến sức trẻ để một lòng dâng hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết và góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng xã Liên Phương có thể trở thành phường trước năm 2025. Con xin kính mời mọi người vào tham quan phần bên trong của trại. Trên vai chúng em cười trường, em yêu con em ơi.